nhà thân yêu, hôm nay mình mời cả nhà cùng mình trải nghiệm một ngày của mình chuẩn bị cho bé cháu nó về Việt Nam. Thì mình là người giúp cháu phải đi mua và chọn lựa những thứ cần thiết cho gia đình và người thân của mình ở Việt Nam. Thì cũng như bao gia đình khác, trước khi mà ở nước ngoài mà về Việt Nam thì nào là phải mua gì cho người này, người kia, là cả một tình yêu và tình thương của mình dành cho người nhà ở Việt Nam. Mời cả nhà cùng mình trải nghiệm nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cái mùi này cũng thơm. Ủa sao đi hết à? Ủa cái chai, chai dầu thơm mà có cái đồ dài nhé. Ok. Le parfum qui là. Et à, đặc biệt cái này không biết thơm ta. Click thì tốt hơn. Đó, cho mình được click 34%, 900 đồng của ngày quản lý nè. Được click chứng mẹ của nhà mình nè. Để không? Xem. Ồ, đồ thiệt cũng trong món đi sao? Con... Thì con lấy đi, con lại mua có liền á. Nếu ai quan tâm về chiếc xe này thì đây 200 mấy một chiếc. 499 một chiếc, 549 một chiếc,
649 chiếc, 189 một chiếc. Đẹp đi. Quan tâm tới MacBook. No. 1029. Cha bây giờ MacBook Pro ra đẹp phải không? Lenovo IMAX 24 đẹp không? Ông thích chơi với cái con chưa? À, con mua loại đó hả? 559 hả? Đẹp hơn. Nó 256 GB luôn, gấp đôi. Vậy hả? Mà thêm, sao rẻ vậy? Dạ, mà thêm có 50 đồng, 60 đồng mà bữa thì mua là 480 mấy đúng không? Ồ, còn 500 rồi. Dạ. Sao này rẻ vậy? Nó mới ra luôn. Bữa là... Sao mới ra mà rẻ vậy? Con quý nữa. Ừ. iPhone 13 Pro Max cầm dây sạc cút 1000. Ê, 1000 ủa, một tô ở đây có Max Pro, nó có một tô nữa hả Quyên? Nó có một tô nữa hả? Một tô nè là 1839 hả? Dạ, là quá trời. 128 GB là 1259. Ủa gì mua mấy đi? Dạ. 5G. Này 1159 euro thì là 128 GB. 266 GB thì là 1279. Các con iPhone 13. Cái kia Pro, chắc iPhone Pro luôn. iPhone 13 mini. Ví dụ mình có thể trả nhiều lần 35 euro một tháng. Nhưng mà ở đây trả vậy là phải có việc làm nha. Các bạn phải có việc làm. Đây cái đồng hồ. Có giá nè. iPad sau này rẻ quá. Hồi bữa mua iPad cũ mà nó mắc ơi là mắc. Thôi có 500 thôi. Đó, 699 iPad Air. Đây là quầy các sản phẩm về lo nghe nhạc. Hôm nay cũng là ngày giảm giá rất là nhiều nha các bạn. Nhà giống như là Black Friday của Mỹ vậy đó, nhưng ở đây gọi là Phone Day. Bây giờ mua cái máy sấy máy giặt cho người anh ở đi đâu một mình túi xít à hả? Đi đâu một mình vậy hả? Đi đâu một mình? Ở đây nè. Vậy hả? Thôi nhưng mà 120. Chính động tháng ngủ. Chính động tháng tùy anh có tính không? Tùy anh. Mấy cái máy nghe nhạc nhỏ nè. Nói chung là nay mình không thể mà mình quay hết được, tại vì mình đi nhiều công việc lắm. Mua đồ để chuẩn bị con bé nó về Việt Nam. Mấy cái máy này 349, 499, đẹp quá hả?
cái máy này rẻ rồi, có 300 mấy 400 mấy à, Apple mắc nhất thôi. Cái máy tính này rẻ lắm. Nói đây là các mặt hàng của Samsung. Các loại tai nghe. Mà sao 269 229 219. Nhỏ vậy nè. À, cái gì muốn mua cái này hả? Dạ, mà 500 mấy. Này 699 bự gì ta? Là nó làm gì ta? Cái con thôi, sau đó để máy tính, để điện thoại ở đây, sau đó điều khiển. Cái này cũng vậy, à để điện thoại lên hả? Ừ. Vậy mà nó bay được hả Huy? Bay được chứ, trời ơi, bay được tiền. Vậy hả? Cũng phải là cái Tataki mua cái này hả? No, nó mua cái cây nhỏ xíu á. Đó coi. Đẹp quá ha. Muốn nè, ngàn ba. À cái này có 100 mấy không nha? Nửa giá luôn. Ủa sao mấy cái này rẻ vậy ta? Có 100 mấy sao thấy tụi nó người ta xài ta nói nhiều tiền lắm à? Không, bữa gì nói Tata Trang gì đó. À Tata Trang mua gần 300 mà. 300 gì đó. Mà nó mua cái cây nhỏ không? DJ gì đó. DJ nè. Vậy hả? Nhưng mà không có cái cây này, cái cây nhỏ xíu như cái bút chì đưa lên vậy đó. À, có mấy chục. Đó, xin nè. Phải không? Cầm nó không có bị rung phải không? Bây giờ ở ngoài kia hả? Giặt máy sấy để mua iPad cho Win. Một dòng của Ducky. Đây là máy sấy máy mà cái bụi cầm tay 200 mấy. Cái máy robot nay là ngày giảm giá. Giảm giá rất là nhiều nha các bạn. Đây là các loại máy cà phê. Máy ấy bánh mì. Đây là người ta cũng bán về nhà bếp luôn các bạn. Đây là những cái mẫu này để ta chọn. Còn người ta làm mẫu để mình coi cái nhà bếp nào đẹp á, vừa ý thì mình sẽ đặt. Người ta trang trí rất là dễ thương. Rất là dễ thích, rất là xinh. Có nhiều kiểu dáng rất là đẹp. Nói chung là cho mình thích kiểu nào mình chọn kiểu đó, có đầy đủ. Góc bên này hơn kia ta trưng bày. Thích cái bếp nhất nè, cái bếp nhất nhiều. À, nhưng mà dọn thôi mệt nha. Rồi. Cái lớn cái nhỏ. Ơi. Cái nhà bếp này cũng dễ thương nè. Em này đi theo túi xe đủ thứ hết trơn, không được túi xe nó nổ nè.
nó nổ nè anh trai. Con túi xe nó nổ á. Nó không có lấy được. Nó đặng cái này nè mới đưa cầu ăn rồi mới bắt quả tang được chứ. Mua cho gì vậy mà? Lấy gì? Nhiêu? 250 lấy gì ra mà có 500 à? 559. 559. Ừ, 559. Dạ vừa thì trời ơi, em mua 528. Em mua 458. 458 rồi. 458. Dạ. Mình tạm dừng video ở đây. Mời cả nhà đón xem tập tiếp theo của mình nhé. Và nếu thích video của mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye.